但我总觉得还差点什么。我懂，道伟哥，既然铺垫了这么多，我也为大家带来了这次的公测福利。这次我们为大家准备了80抽的决策券，另外再加送80抽的颁布券。那岂不代理人颁布全送了？我的别墅又被拆没了。这也是为了让大家能更爽的玩我们游戏吧。那大家觉得爽不爽？道伟哥，其实今天还有一件事情想跟你商量一下。我觉得还不够爽，不我们再送20抽吧，大家说好不好？为了神将们能爽，送都可以送。谢谢大伟哥，让云云同学再送20抽。那福利到这里就结束了吧？还没完了，大伟哥，还有一份薄礼，别忘了。哦，对，除了上面的公测福利啊，为了感谢大家今天观看直播啊，我们还准备了公测专用的兑换码，各位神将可以在游戏上线后领取。大家可以啊，先截图保存啊。Yo yo yo yo, hello anh em, hi hi, chào mừng em quay trở lại với channel của mình, lại là mình đang rất nghiêm túc đây. Hello anh em, vừa rồi anh em đã cùng xem cái đoạn video giới thiệu về phúc lợi khi ra mắt của Zenless Zorero. Đoạn giới thiệu về phúc lợi được làm rất dễ thương với sự tham gia của anh Dawei cùng với người chế tác Zenless Zorero. Ngày hôm qua thì đã có cái chương trình live đặc biệt ra mắt chính thức Zenless Zorero. Về live stream đặc biệt đó thì anh em có thể theo dõi ở trên cái trang YouTube của Zenless Zorero nhé. Về những phần thông tin mà anh em quan tâm thì mình xin được tóm tắt ở đây. Về cái thời điểm ra mắt chính thức thì họ đã vừa nói rồi, đó là ra mắt chính thức Zenless Zorero trên tất cả các nền tảng vào ngày 4 tháng 7. Cụ thể đây là khoảng 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Ngày 4 tháng 7 thì cũng chỉ khoảng ngay tuần sau thôi anh em, vào đâu đó là khoảng thứ 5. Mà theo mình biết thì khoảng ngay thứ 6 là sẽ có live đặc biệt của Genshin. Nó là một cái tuần thực sự là rất là khủng khiếp. Và với cái thời điểm ra mắt mà nó gần như thế này thì mình cho rằng là trò này có vẻ là ra mắt khá là gấp đúng anh em. Nó như kiểu là chịu một cái áp lực gì đấy. Mình chỉ đoán vậy thôi. Để tải trước trò chơi này thì anh em có thể tải trước vào ngày 2 tháng 7 nhé anh em. Tải trước thì chắc là cũng như những cái game khác của nhà phát hành của Robot thôi. Game này sẽ được phát hành trên rất nhiều nền tảng tương tự với những game khác cùng nhà phát hành, có trên máy tính, có trên di động và các thiết bị khác nữa. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần phúc lợi. Tại sao họ lại nói rằng là có 100 vé và khoảng 80 cái coupon là cái gì? Thì lúc đầu mình cũng không biết cái coupon là cái gì, nhưng mà sau khi đọc bình luận của anh em thì mình mới nhận ra đó là cái vé roll băng bu. Và băng bu là những cái con mà kiểu như con Paimon mà nó nhảy ra chiến đấu. Anh em xem cái live Zenless Zorero của mình trong beta rồi thì anh em có thể đã nhận ra con đó. Nó sẽ có một cái banner riêng, nói chung đây là 80 vé roll. Trước khi đi vào chi tiết phần thưởng thì như thế này. Đầu tiên là cái phim màu này nó giống như kiểu nguyên thạch. 1600 này sẽ đổi ra khoảng 10 vé roll đặc biệt. Về cái băng gốc mã hóa 20 đây là cái vé roll banner limit. Cái này là cái ngon nhất này. Còn băng gốc trắng như này là để roll banner thường cũng như banner tuân thủ các kiểu. Và coupon thì mình vừa nói rồi, người đại diện Corin là nhân vật 4 sao. Thì nguyên cái đống này đó là cái phần tổng hợp những cái phần thưởng mà mọi người nhận được. Ở bên trên này đã có rất nhiều vé roll cũng như là cái phần phúc lợi rồi. Bên dưới nó cũng lặp lại cái tương tự như vậy. Thì có thể là anh em sẽ hiểu rằng là ở bên trên này sau rồi cộng bên dưới này. Thì theo mình có thể như thế là không phải. Ở bên dưới này là cái phần chi tiết, là nó giải thích tại sao lại có tất cả phần thưởng như vậy. Bên trên là cái phần tổng hợp, anh em chỉ cần biết cái đoạn trên này thôi là cũng đã đủ về phần phúc lợi rồi. Ok. Nếu như anh em muốn biết chi tiết là tại sao có được những cái phần thưởng này thì bên dưới nó có giải thích. Về cái phần đăng ký trước này thì cơ bản là nó đã thỏa mãn điều kiện rồi, tức là đã đủ hơn 40 triệu người đăng ký rồi. Thì đơn giản là đến ngày vào chơi game thì anh em sẽ nhận được tất cả những cái phần thưởng đăng ký trước này. Chỉ cần anh em đăng nhập tài khoản và là có thể nhận được. Trước đó anh em chưa đăng ký trước thì hình như nó không ảnh hưởng gì đâu. Khi kéo xuống thì nó sẽ có một loạt những cái điểm danh liên tiếp trong 3 tuần. Anh em sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng từ cái điểm danh này. Từ nhận những cái vé roll bình thường cho đến nhận vé roll limit, cho đến nhận cả những cái vé của coupon. Với cái việc ra mắt cái chiến thuật mà đăng nhập liên tục như thế này thì rõ ràng họ muốn níu chân người chơi, muốn người chơi đăng nhập liên tục để cảm thấy gắn bó với trò chơi trong những cái trải nghiệm đầu tiên. Nếu như người chơi chưa thích thì có thể là trong những ngày đăng nhập cho đến tuần thứ 3, thứ 4 gì đó thì có thể là sẽ thích. Mình đoán là như vậy. Bên dưới là cái phần leo bậc. Thì cái leo bậc này nó chính là kiểu là hạng mạo hiểm cũng như là cấp khai phá các kiểu anh em. Thì trong này khi lên cấp 30 thì anh em sẽ nhận được toàn bộ những phần thưởng này. Có rất nhiều những cái vé roll bình thường và vé roll coupon cùng với cả 1600 cái phim màu. Thì tổng phần thưởng ở đây nó đã hiển thị ở cái phần bên trên rồi. Nó chỉ đơn giản là giải thích cho anh em biết tại sao nó lại có những phần thưởng đó thôi. Ở bên dưới chúng ta có quà tặng khi xem chương trình live đặc biệt. Thì đây là cái code, chúng ta có ZZZ Free 100. Khi đến ngày mở ra cái server ấy, 4 tháng 7 này, thì anh em vào game và nhập code.
hoặc có thể nhập trên trang chủ của nó. Nó giống như kiểu nhập code của HR với Genshin thôi, nó không có gì khó khăn cả anh em ạ. Khi nhập code thì anh em sẽ được phim màu 300. Nói chung là một cái code thôi mà đã nhận được 300 luôn. Thay vì chia làm 3 cái code thì một cái nhận được 300. Cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là việc chia ra 3 cái code thì nó vẫn mang lại cái hiệu quả quảng cáo, quảng bá cao hơn so với một cái code. Về cách dùng thì họ hướng dẫn đây, nó là ấn vào menu này rồi ấn thêm này, mã đổi thưởng, nhập mã đổi thưởng. Không biết là nó có hữu ích không, nhưng mà mình nghĩ là chắc là có. Về thông tin banner, khi mà phiên bản chính thức xuất hiện, phiên bản 1.0 thì chúng ta sẽ có thông tin sau đây. Đầu tiên họ nói về kênh thường trực ưu đãi chỉnh kênh người mới, thì đây là cái banner tân thủ. Roll khoảng đâu đấy là 50 lần là anh em sẽ nhận được cái nhân vật cấp S, chắc chắn là nhận được. Cái này thì banner tân thủ các game khác anh em cũng đã quen thuộc rồi. Về kênh thường trực chiêu mộ thêm thì nó giống như kiểu là cái phần đổi thưởng ở trong HR. Tích lũy 300 lần chỉnh kênh thường trực thì anh em sẽ được chọn một cái nhân vật 5 sao trong hàng lịch grade này. Về bên dưới chúng ta sẽ có cái kênh độc quyền tản mạn đuổi sóng. Thì đây chính là cái banner limit, chúng ta sẽ có nhân vật Elen là nhân vật 5 sao giới hạn. Về banner kỳ 2 thì sẽ có nhân vật Yuzhuan là một nhân vật 5 sao mà cũng là DPS thì phải. Bên dưới chúng ta sẽ có kênh Engine, đó là kênh cái nhiều là banner vũ khí đấy anh em. Banner vũ khí thì cũng là khoảng 80 lần, chắc chắn là sẽ ra được. Và banner vũ khí kỳ 2, chống bạo động, 6. Kênh băng bu, đây chính là cái mà anh em dùng cái bu bon để roll này. Thì cái băng bu này nó có một cái thay đổi trong, là đặc biệt họ giới thiệu, đó là anh em roll chắc chắn nó sẽ không lệch. Anh em roll chắc chắn là nó sẽ ra được cái con mà anh em chọn. Khi ra mắt chính thức thế này thì họ đã bổ sung thêm khá nhiều những cái thứ mới, và mình nghĩ rằng là nó sẽ tốt hơn khá nhiều so với phiên bản beta. Nếu như anh em ngại ngần cái beta thì cũng vẫn nên trải nghiệm cái phiên bản chính thức này, biết đâu anh em sẽ thích thì sao. Về cái lỗ hổng số 0 này thì theo mình biết là nó sẽ là một cái giống kiểu là tập hợp những cái content của trò chơi này, có cả content endgame ở trong đây nữa. Về phần phúc lợi thì mình thấy họ nhắc đến nhiều những cái phần như kiểu là lên cấp rồi đăng nhập nhận thưởng các kiểu. Còn về phần sự kiện thì trình bày chưa được chi tiết lắm. Và như vậy thì khi tham gia trò chơi này, tham gia làm daily rồi trải nghiệm các phần nội dung của nó thì mình nghĩ rằng là cái phần phúc lợi ấy, nó sẽ còn nhiều hơn những gì mà họ đang liệt kê ở đây. Ok anh em, đó là về phần tóm tắt phúc lợi của Zenith Zoro nhé. Nếu có thêm thông tin gì cần bổ sung thì mình sẽ bổ sung trong phần bình luận ghi của video này nhé. Về những câu hỏi như là trò chơi này trải nghiệm có hay không, hay là liệu nó có thành công hay không, thì mình xin được nói rằng cá nhân mình đã thử chơi Zenith Zoro trong beta rồi. Nói thật lòng là mình không quá thích trò chơi này, bởi vì cái phần cơ chế chiến đấu thì nó đẹp mắt đấy, nhưng mà thực sự là mình thấy nó không thực sự là phù hợp với mình. Thêm vào đó thì cái phần giải đấu TV nó làm cho mình cảm thấy khá là khó chịu. Tuy nhiên thì đó là cái trải nghiệm của mình ở trong phiên bản beta. Mà beta thì anh em biết rồi, nó khác khá là nhiều so với phiên bản chính thức. Chính vì thế khi mà trò chơi này ra mắt chính thức, mình nghĩ rằng là nếu như anh em đã trải nghiệm beta hoặc là chưa từng trải nghiệm thì vẫn nên cho nó một cơ hội. Biết đâu đấy, cái trò chơi này lại là cái trò chơi phù hợp với anh em, và anh em lại tìm được những cái giây phút giải trí mới lạ thì sao? Nếu như có thời gian và có điều kiện thì mình sẽ thử trải nghiệm những cái ngày đầu tiên, phiên bản đầu tiên của Zenith Zoro bản chính thức xem nó như thế nào. Còn về phần nội dung thì mình không hứa trước điều gì nhé anh em. Ok anh em, vậy với thời điểm ra mắt rất là gần như thế này thì anh em cảm nghĩ như thế nào về Zenith Zoro? Liệu anh em có định thử chơi trò chơi này khi mà nó ra mắt chính thức không? Hãy để lại bình luận để chia sẻ với mọi người nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nhé. Chúc anh em một ngày thật vui. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nhé.